chào các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV giới thiệu cho các bạn có chỗ bắn xôi nè, ở nằm trên đường Độc Lập nha các bạn. Chỗ này bắn đông lắm, mình đi ngang qua mình thấy đông ngạt luôn á. Chỗ nhìn hấp dẫn không? Mình bán này lâu chưa anh? Lâu à? Thấy đông lắm. Mình ở gần đây mình ở nè, coi xôi, đây là xôi nếp cẩm nè các bạn. Nhìn xôi hấp dẫn không? Đông không? Chỗ này bán xôi đông lắm các bạn, đông ngạt luôn á. Nè coi nè, người ta đứng chờ để mua xôi nè, chờ để mua xôi nè các bạn. Các bạn thấy không? Một ngày mình bán buổi tối không à anh? Dạ, chung chung 4 giờ tới 11 giờ. 4 giờ đến 11 giờ hả? Dạ, 4 giờ hơn. Nè các bạn coi nè, đây là những cái đồ ăn của thấy nè. Đông lắm. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bán xôi bán đông không? Nó vừa không chị? Đây là xôi Minh Hưng nha các bạn. Ngay đường Độc Lập nè. Ngay. Quá nè, đường gà nè. 20 nè chị. Hấp dẫn không các bạn? Ba người bán. Cuộc sống Sài Gòn TV giới thiệu ẩm thực ở Sài Gòn nha các bạn. Cho các bạn xem nè. Món xôi đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? 4 giờ hơn đến 11 giờ đêm á anh. À 4 giờ hơn đến 11 giờ đêm hả? Còn có mình có bao nhiêu loại xôi anh? Em dùng ở tính luôn xôi gà 8 loại xôi anh. 8 loại xôi hả? Dạ. 8 loại xôi nha các bạn. Ồ nhìn hấp dẫn không? Này. Trứng cút nè. Anh có thể giới thiệu cho khán giả biết là 8 loại xôi của mình được không anh? Dạ được rồi. Dạ. Có giò nếp than. Gắt. Giò. Giò nè các bạn, nếp than. Nếp than đây nè. À nếp than nè. À. Gắt lá cẩm. À lá cẩm nha các bạn. Đậu phụng đậu đen. À đây là đậu phụng đậu đen nè các bạn. Rồi. Còn còn đây còn xôi đây, xôi đây là xôi mặn nè. Xôi mặn xôi gà. À xôi mặn xôi gà. Đó các bạn nhìn thấy không? Đông lắm các bạn, thấy không? Thấy khách khách người ta đi tới đông lắm, mình đứng nè. Còn đây là đậu phụng nè các bạn. Xôi bán từng khoảng 4 giờ nha các bạn. 4 giờ. 4 giờ cho đến 11 giờ đêm. Đó, quán xôi gì mà đông không các bạn, nhìn thấy đông không? Khách đứng nườm nượp. Còn đây là khô. À, còn đây là trà bông. Trà bông này các bạn, nguyên hộp. À. Hương là một phần xôi là mình bán bao nhiêu anh? Dạ. Xôi ngọt 10, còn mặn là 15 anh. À, xôi ngọt là 15-20. Dạ, 15-20 là tùy vào mình muốn nhiều ít hay không anh. Nhưng mà thường thường là từng nhỏ lớn à. Dạ. Đó, ở đây xôi nha các bạn là tùy vào mình mua ưng mua gói nhỏ hay là gói lớn nha các bạn. Đó. Xôi Minh Hưng. Nè, xôi Minh Hưng này mình quay lại cho các bạn xem nè. Quán xôi này đông lắm. Đó, còn khách nè. Các bạn nghĩ sao khách nườm nượp luôn, đứng chờ nè các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV quay lại cho các bạn những hình ảnh về cái quán xôi này nha các bạn, tại Sài Gòn. Nè. Ủa đông không? Nó gần ngay chỗ cái góc đường Độc Lập Tân Hương đó các bạn. Tân Hương Độc Lập nè. Nhìn hấp dẫn không? Đó, cuộc sống Sài Gòn TV quay lại quán xôi này nha. Nếu các bạn có dịp ghé chỗ này ăn xôi nha các bạn, mua xôi này mình thấy rất đông. Đó, nè, khách nè. Bán xôi mà khách đứng chờ nơm nượp. Anh làm lý lịa không? Phải ba người bán nha các bạn mới kịp nha. Đứng này cũng được gì ạ? À, ba người bán họ. Wow. Quán xôi nườm nượp luôn các bạn ơi. Cái này đậu phụng mà mình rang muối á, muối vừng á anh, muối đậu phụng. Cái này là rang xôi mặn anh. Dạ, rang xôi mặn á. Còn đậu muối bên kia. Dạ. Ở đây có 8 loại xôi khác nhau nha các bạn. Đó, khách đông không? Quá đông luôn. Ồ, các bạn thấy không? Khách vô nườm nượp luôn mà mình đứng khách nè, đứng chờ luôn á. Ở góc đường nè, Độc Lập Tân Hương nè các bạn, quận Tân Phú nè nha.
đó các bạn nhìn thấy không à. Đó, người ta tấp vô để mua xôi. Mình đi về đây, đi ngang qua đây là nhiều lần rồi các bạn, thấy quán xôi này đông lắm, nên là hôm nay gia đình mình quyết định ghé đây, quay lại cái quán xôi này cũng như là mua xôi thưởng thức nha các bạn. Thưởng thức món xôi thử như thế nào. Đông lắm. Đó, thấy chưa? Người ta chờ để vô mua xôi đó các bạn. Quá đông. Quá đông. Không. Làm tay không kịp luôn. Thấy chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Nếu các bạn thích, nhớ đăng ký kênh của một kênh và cũng như là chia sẻ giúp kênh nha các bạn. Rồi mình sẽ quay lại những cái địa điểm ẩm thực, đời sống ở Sài Gòn, du lịch và nhiều cái địa điểm mà Cuộc Sống Sài Gòn đi qua nha các bạn. Ồ, mệt, bôi đông nữa các bạn ơi. Mình nói thật sự á, quán xôi rất đông nha. Mình đứng từ xíu mà coi thử, tấp đập khách luôn. Bữa mình thấy một hàng dài luôn đó các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.